Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được học cách xuất file Revit vào phần mềm SketchUp cách 2. Nội dung bài học sẽ hướng dẫn các bạn tiến hành export file Revit với định dạng là DXF. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và đây lại là file Revit mà các bạn đã sử dụng trong bài học trước. Tương tự mình đã nói rồi, file này chúng ta phải dọn sạch sẽ các bạn nhé. Sau khi các bạn làm sạch file này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành export. Và trong bài học trước thì mình hướng dẫn các bạn định dạng IFC, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tiến hành với một định dạng khác. Và theo mình thì đây là một trong những cách là tốt hơn hẳn. Đó là các bạn sẽ sử dụng này, các bạn vào R, các bạn tiến hành export và các bạn chọn cho mình là cat file. Sau đấy thì các bạn export với định dạng là DXF. Cực kỳ đơn giản luôn, các bạn kích này. Đấy chưa? Next. Mình sẽ lưu file là desktop chẳng hạn. Revit rendering chẳng hạn, kho đầu mình đấy. File thực hành import file. Ở đây mình sẽ đặt tên cho nó. DXF file. Được chưa? Ở đây mình chọn định dạng. Mình chọn định dạng là DXF 2007 thôi. Thật ra thì cái này cũng không quan trọng lắm, bởi vì hầu hết các phần mềm chúng ta bây giờ đang đời rất là cao. Tùy các bạn, coi DXF 10 cũng được. Sau đấy mình ok. Các bạn chờ trong giây lát để phần mềm nó export lại định dạng các bạn nhé. Đã xong ạ, bây giờ mình sẽ vào SketchUp thôi. Và mình chọn file, chúng ta chọn import, dẫn đường link đến folder của chúng ta, file thực hành, export files và DXF file đây, được chưa? Và mình import. Trước khi import các bạn có thể kích vào option. Ở đây thì tương tự chúng ta có thể chọn lối mặt phẳng, chọn đơn vị. Ở đây các bạn có thể chọn đơn vị là mm, cái này nó phụ thuộc vào cái file Revit của bạn nhé. Đây mình chọn mm đi. Ok, import. Các bạn chờ trong giây lát, nó sẽ chạy một chút thôi. Các bạn thấy này, nó báo cáo. Thấy chưa? Close. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đây file chúng ta. Thì có cái file này là do nó tích xuất dưới định dạng DXF nên một số cái loại đối tượng thì nó như thế này. Và đặc biệt là nó không có vật liệu. Các bạn lưu ý nhé, trong cách trước thì nó có giữ vật liệu của bạn, nhưng với DXF thì nó sẽ không giữ vật liệu. Ngoài ra khi bạn xuất vào với dạng dạng DXF, các bạn thấy này, trong mục layer nó phân ra các bạn rất là rõ các cái layer của đối tượng. Ví dụ như là tường, ví dụ mình muốn bỏ cái địa hình này đi. Địa hình đâu nhỉ? Nó chắc là sai chăng? À không phải sai. Topo surface á. Đây rồi. À cũng không phải. À đây, chính xác. Hay ví dụ như là tường, các bạn thấy tường này, wall, các bạn thấy chưa? Tường là nó đấy đi, hay là kính. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì với cách này thì các bạn có thể đó là chọn xóa đi những cái đối tượng mà chúng ta không mong muốn các bạn nhé. Nó tách ra lớp rất là dễ dàng các bạn này rồi. Ok. Và với cách này các bạn thấy là chỉ có một cái điều ấy là đây nó không group cho bạn lại thành những cái đối tượng riêng rẽ. Lưu ý nhá, nó tách hết hẳn ra như này. Thì đôi khi đây là một trong những cái trở ngại của cái phần mềm này khi chúng ta tích xuất dưới định dạng này. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy hiện tại nó cũng đang bị đảo mặt, tức là mặt trong ra ngoài, ngoài ra trong. Các bạn thì chọn như này. Reverse space. Đấy. Được chưa? Thì đây là một trong những cái cách giúp các bạn tích xuất sang phần mềm SketchUp các bạn nhé. Ở đây mình có một cái mẹo, sau hai video mình có một cái mẹo với các bạn mà các bạn cần biết. Đó là khi các bạn tích xuất sang SketchUp ấy, trong một số trường hợp thì mình khuyên các bạn đó là nên các bạn tích xuất theo từng nhóm đối tượng. Ví dụ nhé, các bạn công trình các bạn có khoảng 5 tập thì các bạn tích xuất làm 5 lần, mỗi lần một tập. Đánh các bạn tích xuất một lần 5 tầng là tòa luôn thì nó rất là nặng. Hai là các bạn có thể bởi vì phần mềm Revit nó không cho phép các bạn phân nhóm các loại đối tượng. Ví dụ chúng ta tích xuất, chúng ta có thể vào VG này, các bạn vào VG và các bạn vào phần model, các bạn ẩn đi. Giả sử công trình chúng ta có thể tách ra, ví dụ tích xuất mỗi tường thôi, giả sử mình tích xuất mỗi tường thì mình chọn hết tất cả những cái thằng này, mình ẩn đi, gặp lại đó này. Sau đấy mình chọn World Apply thì mỗi tường nó hiện lên. Thì lúc đấy các bạn
export nó ra. Ví dụ như đây, export DXF mình sẽ là match. Mình sẽ chọn là ví dụ đây là world, mình chọn một folder chẳng hạn, mình tách lớp chẳng hạn. Dạ, mình làm một world. Được chưa các bạn? Các bạn chọn một world và các bạn chọn là ok. Sau đây chúng ta vào SketchUp. Chúng ta chọn file import một world. Ở đây các bạn chọn cho mình là chế độ ở Orion Face Constantly các bạn nhé. Ok, import close. Đấy. Cái nút Constantly Clean nãy mình bỏ tích ấy thì nó cho các bạn luôn luôn mặt đúng như này. Dạ, ví dụ đây một cái này. Sau đây chúng ta lại vào Revit này, chúng ta lại Ctrl Z. Chúng ta vào VG. Rồi các bạn vào lại vào VG. Rồi các bạn bây giờ đến lượt là ví dụ như là chúng ta chọn hết cái này. Chúng ta bỏ đi. Bây giờ mình sẽ chọn là hiện lên nó là mái chẳng hạn. Apply. Ok, mình lại export match 2 roof. Dạ. Ok này. Rồi, chúng ta lại quay trở lại SketchUp. File import 2 roof import close. Các bạn thấy chưa? Tuyệt vời không? Thì với cách đấy, một là các bạn có thể đó là mỗi lần sau mỗi lần các bạn làm ấy thì các bạn có thể group nó lại như này. Đấy các bạn thấy này, chúng ta mỗi lần chúng ta có một group. Và tương tự sau này cửa đi cửa sổ các bạn có thể group lại, quản lý rất là dễ dàng hơn. Và với cách này các bạn có thể kiểm soát độ nặng nhẹ của file cũng như là mỗi lần export từng đối tượng nhỏ thì nó rất là nhẹ hơn rất là nhiều so với việc các bạn export luôn cả từ cái con. Được chưa? Thì với cách này các bạn import vào từ Revit sang SketchUp rất là dễ dàng, từ đó có thể tiến hành render, trong sự SketchUp thêm đồ đạc, thêm thư viện, thêm vật liệu cực kỳ dễ dàng luôn bạn nhá. Và mình khuyến khích các bạn sử dụng theo cái cách này, được chưa? Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn là tiến hành export file Revit vào phần mềm SketchUp với định dạng DXF. Ở đây thì mình sẽ lưu ý các bạn một số điều, đó là một là các bạn nên chia công trình nhỏ, công trình mình ra ra nhiều phần export. Và lưu ý là hãy group các nhóm đối tượng đấy vào thành một cái để chúng ta có thể dễ dàng tiến hành và quản lý sau này. Được chưa? Chúc các bạn thành công. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.